Chào các bác vừa được nghe chất âm của cặp loa Yamaha NS021. Cặp loa này thì lúc trưa nay em có làm một cái video chi tiết tháo ra cho các bác xem kỹ ruột gan bên trong rồi đấy ạ. Vâng, em cũng xin nói sơ qua cái cấu hình của cái cặp loa này. Đây là cặp loa búc xeo lớn, hai đường tiếng, bát 25, màng giấy, viền lụa nhúng dầu, check đôm, công suất 70W một thùng, trở kháng 8 ohm, giải tần đáp ứng từ 45Hz cho đến 20.000Hz, kích thước rộng 31, sâu cũng tầm 31 và cao 57, nặng 16kg một thùng. Cả cặp là 32kg. Đây là cặp loa được chứng nhận bởi quý ngài Nakamura. Một lát nữa em sẽ quay cái tem đằng sau cho các bác biết. Về thùng vách thì còn tương đối. Cặp loa này thì không bể nở gì cả, vì đây là cặp loa em đã lấy chọn rồi. Hàng trùng seri các bác nhé. Đây ạ, Yamaha NS021, công suất max 70W, trở kháng 8 ohm, made in Japan. Đây là chiếc bên L, số seri là 103853. Dạ đây ạ, đây là tem của ông Nakamura. Các bác có thể nhìn thấy chữ chứng nhận của quý ngài Nakamura đây ạ. Đây là chiếc bên R với số seri là 103853. Như vậy 100% đây là một cặp. Dạ đây là tem chứng nhận đấy ạ. Tất cả những cặp loa có tem chứng nhận của ông Nakamura đều là những cặp loa có chất âm hay và được kiểm định hết sức kỹ càng. Những cái dòng loa đời mới sau này thì thường là sẽ không có tem của ông ấy đâu ạ. Rất có thể là ông ấy đã chết rồi. Nãy thì em có test một đoạn nhạc nó tương đối là rộn ràng. Bây giờ em xin test một đoạn nhạc vàng để cho các bác biết được rằng là cái cặp loa này có thể nghe được nhạc vàng hay không. Em xin test cái bài bài của Trung Của, bài Vầng Trăng Nói Hộ Lòng Tôi. Các bác có thể thấy là giải âm vocal rất dày và rất rực rỡ. Có thể nói là đây là một cặp loa búc xeo lớn, rất chi là hay. Thì từ xưa đến nay các bác dùng đồ của Yamaha thì các bác biết rồi. Định hướng của nhà sản xuất đó là natural sound, có nghĩa là âm thanh tự nhiên. Cặp loa này cũng vậy,
chất âm nó rất mộc mạc, rất tự nhiên, hoàn toàn không có hiệu ứng. Nó rất phù hợp để các bác nghe nhạc bolero hoặc là nhạc hòa tấu không lời, với cái độ chuẩn xác của âm thanh tương đối cao. Vâng, cặp này thì trước đây em đã đưa lên là em đăng giá là 4,5 triệu. Nay thì năm sắp hết, Tết sắp đến, em bán cặp loa này với giá 4,3 triệu. Bác nào có nhu cầu xin liên hệ với em theo cái số điện thoại mà em để ở dưới chú thích video. Vâng, xin cảm ơn các bác đã dành thời gian cho video này.